chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong video của Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, năm 944, trước khi qua đời, Ngô Quyền có lời chăn trối nhờ Dương Tam Kha tôn lập con trưởng của mình là Ngô Xương Ngập lên nối ngôi. Tiếc thay, Dương Tam Kha lại lợi dụng cơ hội Ngô Quyền mất để cướp lấy quyền bính. Ngô Xương Ngập vì hoảng sợ mà bỏ trốn đến tá túc ở nhà của Phạm Lệnh Công. Có lẽ cũng chính vì thế mà trong lịch sử Việt Nam, vai trò của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập rất mờ nhạt, khiến hậu thế không biết nhiều về ông, nhất là chiến công quyết định trong trận chiến Bạch Đằng năm Mậu Tuất năm 938 và những điều bí ẩn khác. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư lần lại những trang sử, tìm hiểu thực hư câu chuyện để trả lại danh tiếng cho con trai của Ngô Vương. Thân thế được ghi chép ngắn gọn. Ngô Xương Ngập, chưa rõ năm sinh, mất năm 954, là vị vua nhà Ngô, trị vì từ năm 951 tới năm 954, cùng với em trai là Ngô Xương Văn. Sử gọi chung đó là Thời Hậu Ngô Vương. Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Theo thần phả, ông từng tham gia vào trận đánh Thành Đại La, cùng với cậu là Dương Tam Kha làm tiên phong, diệt Kiều Công Tiễn và có dự trận Bạch Đằng vào năm 938. Năm 944, Ngô Quyền mất, ủy thác Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha, em Dương Hậu, vợ của Ngô Quyền. Nhưng Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về nhà một hào trưởng là Phạm Chiêm ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương. Dương Tam Kha lấy Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên, cắt cứ một vùng, thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Nhưng ít ai biết, ông là người đã nghĩ ra mưu kế hay trong trận đánh Bạch Đằng lịch sử. Theo sử sách, sau khi giết tiết độ sứ Dương Đình Nghệ để cướp quyền, Kiều Công Tiễn nghe tin con rể của ông là Ngô Quyền từ Ái Châu, tức là Thanh Hóa ngày nay, chuẩn bị đem quân ra đánh báo thù, thế nên rất sợ hãi, vội vã cho người sang cầu cứu Nam Hán. Sử chép, Mậu Tuất năm 938, Tấn Thiên Phúc năm thứ 3, mùa đông tháng 12, nha tướng của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền từ Ái Châu cất quân đánh Công Tiễn. Công Tiễn sai sứ sang nút lót để cầu cứu với nhà Hán. Vua Hán là Cung muốn nhân khi nước ta có loạn chiếm lấy nước, bèn cho con là Vạn Vương Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, đổi tước phong là Giao Vương, đem quân sang cứu Công Tiễn. Vua Hán tự làm tướng đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Vua Hán hỏi kế ở Sùng Phan sứ là Tiêu Ích. Ích nói: nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân cần phải nên thận trọng, chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. Vua Hán không nghe, sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào, muốn đánh Quyền, nhưng Quyền đã giết Kiều Công Tiễn rồi. Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo với tướng lĩnh rằng: Hoàng Tháo là đứa trẻ khởi dại, đem quân từ xa tới, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía từ trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi thế ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn, vạt nhọn đầu, bịt sắt, đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước chiều lên vào trong hàng cọc, thì sau đó ta sẽ bể chế ngự, không cho chiếc nào thoát ra. Định kế rồi, bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước chiều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoàng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước chiều rút, cọc nhô lên. Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến đấu. Quân Hoàng Tháo không kịp sửa thuyền mà nước chiều rút xuống rất gấp. Thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ. Quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoàng Tháo giết đi. Vua Hán thương khóc, thu nhận quân lính còn sót rút về. Trích theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Theo bản Ngọc Phả, xã Lương Lâm, nay thuộc phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, còn gọi là Ngọc Phả về Tiền Ngô Vương Thiên Tử, thì người nghĩ ra mưu kế đóng cọc ngầm trên sông để phá đội thuyền chiến của quân Nam Hán chính là Ngô Xương Ngập. Trong bản Ngọc Phả có đoạn cho biết: khi Ngô Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo với tướng tá rằng: Hoàng Tháo là đứa trẻ khởi dại, mang quân từ xa tới, quân lính mỏi mệt, lại nghe tin Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, chí khí đã bị mất rồi. Ta lấy sức còn khỏe, địch với sức của quân đang yếu, tất sẽ phá được. Nói tới đây,
bỗng ở trong ban bộ có một người dâng lời bảo rằng quân địch có lợi thế ở chiến hạm, ta chưa chuẩn bị trước thì thắng thua chưa biết thế nào. Xin Phương cho trồng cọc ở hai bên cửa biển, khi nước thủy triều dâng lên, sai người lấy thuyền nhẹ giao chiến với quân địch, giả dạng thua chạy để mà đánh. Tất quân của Hoàng Tháo tự như ngói mà tan vỡ. Vương cho là đúng, mới đưa mắt nhìn người nói, hóa ra là con trưởng Xương Ngập. Là vị vua thứ ba của thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài sau khi đêm đen Bắc thuộc chấm dứt. Thế nhưng, chính sử chỉ có vài dòng ghi chép ngắn ngủi, sơ lược về Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập. Không chỉ hiến mưu kế hay, lạ trong trận Bạch Đằng lịch sử năm ấy, đích thân Ngô Xương Ngập còn trực tiếp chỉ huy một cánh quân đánh giặc, và cũng kể từ khi Ngô Xương Ngập sợ bị hại đã bỏ trốn về Trà Hương thuộc Nam Sách Giang nương nhờ sự che chở của Phạm Chiêm thì ít người biết đến cuộc đời của ông sau này như thế nào. Có hai câu chuyện đáng nhớ với ông trong thời gian này, và điều đó cũng đưa đến sự sụp đổ của nhà Ngô. Nếu muốn biết đó là câu chuyện gì, xin mời quý vị cùng theo dõi phần sau của video. Hai câu chuyện về Thiên Sách Vương trong thời gian lánh nạn. Sau khi đất nước sạch bóng ngoại xâm, mùa xuân năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền lên ngôi, đóng đô ở Cổ La, bắt đầu xưng vương, lập Xương Thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi thẩm phục. Trích theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Giả sử cho biết, Ngô Quyền đã lập Ngô Xương Ngập làm thái tử để sau này kế thừa vương vị. Làm vua chưa đầy 6 năm thì Ngô Quyền lâm bệnh mất vào năm Giáp Thìn 944, thọ 46 tuổi. Theo sử sách, Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có di chúc trao cho Dương Tam Kha giúp dập cho con. Khi vương mất, Tam Kha cướp ngôi. Lẽ ra theo di chiếu, triều đình sẽ tôn Ngô Xương Ngập lên làm vua, nhưng Dương Tam Kha vì có công trong công cuộc dựng nghiệp triều Ngô, lại là em trai của vương hậu, giữ chức đô chỉ huy sứ, nắm giữ binh quyền triều đình, nhân cơ hội đó đã cướp ngôi của cháu, xưng là Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập sợ bị hại đã bỏ trốn về Trà Hương thuộc Nam Sách, nay thuộc làng Thị Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nương nhờ sự che chở của Phạm Chiêm, thường gọi là Phạm Lệnh Công. Nhằm diệt trừ hậu họa, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạng đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Xương Ngập. Tất cả ba lần đều không thực hiện được mệnh lệnh. Lệnh Công sợ, bèn giấu Xương Ngập trong động núi. Tam Kha biết, lại đòi bắt như trước, rốt cuộc vẫn không bắt được. Trích theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nơi mà Ngô Xương Ngập được đưa vào ẩn tránh chính là khu vực núi Côn, cây cối rậm rạp, trải rộng bốn phía. Tương truyền, một lần quân của Dương Tam Kha lùng tìm nhưng không được, mới phóng hỏa, hun khói mù mịt để Ngô Xương Ngập phải ra hàng. Thế nhưng, mưu kế này thất bại. Từ chuyện đó mà núi Côn còn có tên là núi Hun. Núi Côn chính là Côn Sơn, địa danh nổi tiếng ở đất Chí Linh, Hải Dương. Một số công trình tôn giáo, tín ngưỡng ở đây được gọi theo tên núi như Chùa Thiên Tư, Phúc Tự được gọi là Chùa Côn Sơn, chùa còn có tên khác là Chùa Hun. Cũng trong thời gian lánh nạn ở Trà Hương, Ngô Xương Ngập được sự quan tâm, chăm sóc của Phạm Thị Uy Duyên, người con gái xinh đẹp, đức hạnh của Phạm Chiêm. Dần dần, tình cảm của vị thái tử Gia Cơ với người con gái xứ Đông này nảy nở, ngày càng quyến luyến, sâu đậm. Biết con gái có tình cảm sâu đậm với Ngô Xương Ngập, Phạm Chiêm vui mừng tán thành, hôn vén cho tình cảm của họ. Ông đã đồng ý gả con gái cho thái tử và chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ. Cuối năm Canh Tuất 950, em trai Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn được sự ủng hộ của một số tướng lĩnh đã bất ngờ đem quân với kinh đô Cổ La, lật đổ ngôi vị của Dương Tam Kha, giành lại ngai vàng cho họ Ngô và xưng là Nam Tấn Vương. Tiếp đó, đầu năm Tân Hợi 951, Nam Tấn Vương cho đón anh trai về kinh cùng làm vua. Ngô Xương Ngập lên ngôi xưng là Thiên Sách Vương, lập Phạm Thị Uy Duyên làm thị tùng phu nhân. Người vợ ấy sau này đã sinh hạ cho Ngô Xương Ngập hai người con trai là Ngô Xương Xí, sau kế vị ngôi vua của chú, nhưng thế yếu nên trở thành một trong 12 sứ quân thời loạn, và Ngô Xương Tỷ. Sau xuất gia, lấy đạo hiệu là Chân Lưu, trở thành một vị cao tăng danh tiếng thời Đinh Tiền Lê và đầu triều Lý, được phong là Khung Việt Đại Sư. Sự sụp đổ của nhà Ngô lúc bấy giờ. Ngô Xương Ngập từ khi làm vua dần dần ham mê quyền lực, đua tranh với vua em nên dẫn tới bất hòa. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết, bấy giờ Thiên Sách Vương chuyên quyền làm uy. Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa. Hai vương do đó hiềm khích với nhau. Bấy giờ tình hình trong nước cũng như ngoài nước hết sức căng thẳng. Trong nước thì do chính quyền trung ương lục đục, các địa phương nổi lên chống đối, đồng thời nạn cát cứ cũng bắt đầu xuất hiện.
Nước có hai vua, nhưng chẳng vua nào quản lý được đất nước. Ngoài nước thì đáng kể hơn cả là việc nhà Tống đã thống nhất được Trung Quốc và đang âm mưu bành trướng xuống phía Nam. Năm Ất Sửu 965, Thiên Sách Vương đem quân đi đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân thôn Đường và thôn Nguyễn ở Thái Bình, chẳng may bị trúng mũi tên mà chết. Năm sau, tức năm Bính Dần 966, Nam Tấn Vương bị bệnh mà mất, nhà Ngô đến đấy là dứt. Chính sử chép rằng Thiên Sách Vương mất năm Giáp Dần 954, Nam Tấn Vương mất năm Ất Sửu 965 và không cho biết thi hài hai vua được chôn cất ở đâu. Tuy nhiên, theo tài liệu tại đền Kê Lạc, còn gọi là đền Vương, thuộc xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ngày nay và truyền tụng trong vùng, thì khu vực đền là nơi an táng thi hài của vua Ngô Quyền, hoàng hậu Dương Thị Ngọc Thư, tức Dương Thị Như Ngọc, và nhị hậu Ngô Vương, tức là Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương. Ở Quang Đàm, An Hải, huyện cũ, Hải Phòng có một đền thờ Ngô Xương Ngập. Sau khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn mất vào năm 965, con của Xương Ngập là Ngô Xương Xí thế yếu, không thể khôi phục nhà Ngô nên đã trở thành một sứ quân và cuối cùng đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh. Theo phả hệ họ Ngô Việt Nam, Xương Ngập còn có một người con nữa, chính là thiền sư Ngô Chân Lưu, vốn có tên là Ngô Xương Tỷ, người sau này được Đinh Tiên Hoàng phong làm Hung Việt Đại Sư. Như vậy, Chân Lưu mới là con cả của Xương Ngập. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai ông cháu Ngô Quyền và Chân Lưu, và việc Xương Ngập có tham chiến trận diệt Kiều Công Tiễn, có thể suy đoán Ngô Xương Ngập sinh ra khoảng năm 975, khi Ngô Quyền chưa lấy Dương Thị, con gái Dương Đình Nghệ. Và như vậy, Xương Ngập không phải là con của bà Dương Thị, tức là Tiền Ngô Vương, còn một người vợ cả mất sớm và không được sử sách nhắc đến. Điều này có thể lý giải cho thái độ đối xử với hai người cháu của Dương Tam Kha rất khác nhau. Với Xương Ngập thì đã tranh ngôi lại còn tẩm nã gắt gao, vì Xương Ngập không phải là cháu do em gái, tức là chị mình sinh ra. Còn với Xương Văn thì nhận làm con, nghĩa là có ý định chuyển ngôi. Đó là vì Xương Văn là con đẻ của bà Dương Thị. Có lẽ trong hoàn cảnh gia đình gặp tai nạn đó, người cha không biết sống chết thế nào, cậu bé Ngô Chân Lưu, 11 tuổi, năm 944, đã tìm đến cửa thiền để gắt nạn. Còn vì sao nhà Ngô mất ngôi? Sử thần Ngô Sĩ Liên có nói, Nam Tấn Vương nhà Ngô lấy nghĩa để trừ bạo, khôi phục nghiệp cũ, cũng có thể nói là đủ để thỏa vong linh của tổ tiên, làm hả lòng căm giận của thần và của người. Chính trị đang lúc đổi mới, thế mà vì nhân từ, thương người theo kiểu đàn bà con nít, không nỡ trị tội Dương Tam Kha cướp ngôi, lại tham việc can qua, cản rỡ đánh dẹp ở thôn Đường và thôn Nguyễn, rốt lại là tự hại mình, đáng tiếc thay. Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư? Lại câu nệ về phận đích trưởng, cũng xưng vương trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện. Sử thần Lê Văn Hưu cũng nặng lời khi phê phán Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn theo tác giả Nguyễn Khắc Thuần trong Việt Sử Giải Thoại. Hẳn nhiên, hai bậc sử gia lừng danh như Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên đã nói thì cho dẫu không đúng cũng quyết không thể sai. Nhưng hình như trong chỗ ngổn ngang của thế sự, hai đấng tiền bối khả kính này cũng chừa lại vài lời cho hậu sinh. Ngẫm chuyện Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương, hẳn ai cũng rõ, xưa nay chẳng có sự thừa nào đáng sợ như sự thừa vua. Nước nhỏ mà một lúc có đến những hai vị vua, điều ấy cũng có nghĩa là sẽ không có vị vua nào nữa. Loạn 12 sứ quân sau đó chẳng phải là sự báo ứng rành rành đó sao? Còn quý vị có suy nghĩ gì về hai nhân vật này và cái kết của nhà Ngô lúc bấy giờ? Hãy chia sẻ ý kiến cùng Việt Sử Toán Thư tại phần bình luận của video. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.